Xin chào bạn, hiện tại là mình đang làm video này ở Melbourne, Úc Châu Hôm nay thì mình lại có một cái tin nó liên quan tới đường ray xe lửa Uh, nó cũng gần như là một tai nạn đó bạn thì uh, cái này cũng là một cái lời cảnh báo cho những người mà đang sống ở nước úc mà sống ở cái chỗ mà có đường này xe lửa đó bạn kỳ này thì nó xảy ra ở vùng melbourne victoria mà kết quả kỳ này á, thì nó không có đau lòng như là hai lần trước bạn kỳ này thì nó xảy ra với hai con chó yeah. các nhân viên bảo vệ là pso đó bạn gọi là protective um, services officers là những người mà họ đứng ở à, ngay cái, cái bến, bến ga xe lửa đó để họ bảo vệ an ninh chỗ đó các nhân viên bảo vệ đã phản ứng nhanh cứu được một chú chó nhảy xuống đường ray tại một nhà ga ở Melbourne khi một đoàn tàu đang tiến tới hai chú chó alaska à, tên là kalisi và stark đã trốn thoát khỏi chủ chủ của mình trong một lần đi dạo vào ban đêm hồi đầu tháng này có nghĩa là hai con chó này đi lạc đó bạn nó đi lạc từ hồi đầu tháng rồi cả hai thì đều chạy đến tàu ga deer park gần đó camera giám sát cho thấy là cả hai con chó đều chạy quanh mép sân ga trước khi cà ly xì ba tuổi nhảy xuống đường ray con cà ly xì này nó nhảy xuống các bạn nhé à, những người chứng kiến đã bật dậy khi một đoàn tàu bắt đầu tiến tới sân ga và báo động cho hai nhân viên bảo vệ biết chúng tôi đã ngay lập tức thông báo trên radio dừng các chuyến tàu lại vì các chuyến tàu đang chạy đến từ hai phía pso Manfred oberai cho biết chúng tôi đã cố gắng giữ con chó bình tĩnh trên đường ray và kiểm soát con chó còn lại trên bục vì nó cũng muốn nhảy xuống đoạn phim cũng cho thấy là đoàn tàu v line dừng lại cách clixy chỉ vài mét và sau đó thì Khaleesi đã chạy vào gầm toa à, của xe lửa phía trước. Cuối cùng thì sự giúp đỡ của nhân viên nhà ga, các PSO đã à, có thể đỡ được Khaleesi và đưa Khaleesi lên sân ga một cách an toàn. Sau đó thì mạng xã hội đã, đã được sử dụng để tìm kiếm và liên lạc với chủ nhân đang hoảng loạn của những chú chó. Người chủ này tên là sin uh, Frick Rachel. Uh, Phi Rachel cho biết là tôi nhận được cuộc gọi nói là nè nhìn kìa chó của anh đang ở trên đường ray xe lửa thì ông ông xin này á ông cũng cho biết là cả hai con chó này sẽ được đeo thiết bị theo dõi gps trong mỗi lần đi dạo ở đây thì mình mình nói cho bạn nghe là thật sự cái ca này là ca may mắn á bạn không thôi là chắc là một một trong hai chú chó hoặc là hai chó cũng lên đường rồi đó nếu mà không có những người người ta cảnh báo đó bạn à, với lại một phần nữa là chó ở úc đây á, là người ta à, đi á, thì lúc nào cũng phải có cái list giống như là cái cái đồ dắt chó đó bạn đi lúc nào mà mình cũng phải cần được nó mình phải kiểm soát được nó à, lúc nào thì mình cũng cầm cái sợi dây mà đeo vô cổ nó để khi nó chạy đâu mình còn biết nhé chứ còn nếu mà đi dắt chó đi chơi á mà không có không có cái list không có cái đồ mà mà dắt chó đó thì nó chạy đâu mình không biết có thể là bạn nghe nói cái dụ mà dắt chó đi chơi nghe nó kỳ quá vậy ở úc đây thường khi mà người ta nuôi chó đó là người ta sẽ dắt nó đi chơi chứ không phải là bỏ nó nhà xong rồi cứ cứ để nó trong nhà hoài vậy là không được có khi là người ta dắt đi khoảng hai lần trong một ngày hoặc là ít nhất là một lần trong một ngày à um, có nhiều người á bạn họ bận rộn á giống như là họ công việc của họ nhiều á họ mướn dịch vụ dắt chó đi chơi luôn ở úc này nó có à dịch vụ tắm chó nè rồi dịch vụ dắt chó đi chơi nè rồi nhiều lúc á họ đi holiday á họ đi holiday hoặc là đi overseas họ đi làm hay gì đó mà chó của họ không có được người ta chăm sóc á thì có cái dịch vụ để mà tới nhà À, chăm sóc nó dắt nó đi chơi mỗi ngày rồi um, chắc chắn là mỗi ngày nó đều có đồ ăn đó thì cái đó là cái mà cái dịch vụ của người úc á hay là như vậy không à, quay lại cái chuyện mà hai chú chó này um, hai chú chó alaska này, này là uh, bị bị đi lạc các bạn bị đi lạc là cũng chắc cũng mấy ngày đó à, tại đi lạc hồi đầu tháng bây giờ nó cũng là gần cuối tháng rồi thì um, lạc khi mà bà đi uh, dắt chó đi chơi vào ban đêm các bạn đặc biệt là ban đêm lúc nào cũng phải có cái lý tại vì đi thí dụ vậy đi hai thí dụ như uh, bạn dắt chó đi chơi bên bên kia cũng có một người dắt chó đi chơi nữa hai đứa nó cắn lộn nhau đó kiểu vậy đó hoặc là nhiều lúc chó mình đâu biết đâu mình mặc dù mình biết nó là dễ thương là nó giống như là nó không có cắn người mình không biết được bạn nha yeah. um, mình lúc nào cũng phải phòng ngừa cái chuyện đó tại lỡ người ta có chuyện gì thì là mình là người chịu trách nhiệm tại vì mình không có giữ cái list không có giữ cái sợi dây, dây dắt chó đi chơi đó bạn um, nhiều lúc á là chó mà nó lại nó 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 tấn công người ta mình không biết được mà nhiều người á người ta người ta giữ người ta giữ á người ta đá lại con chó luôn á nhiều lúc mình không biết được nên chó của mình lúc nào mình cũng phải giữ có khoảng cách với người ta ở trong nhà thì không có cột lại dễ nhưng mà à, ra đường là bắt buộc phải cột lại để mình chắc chắn là chó của mình nó không có nó 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 không có làm cái gì mà nó nguy hiểm với cộng đồng hoặc là những con chó khác nhiều lúc có những trong con chó khác lại cắn chó mình nữa mình không biết được các bạn trong hai cái vụ xe lửa kỳ trước á, ở sydney á, thì nó quá là thương tâm á vậy mà kỳ này á là hai con chó đi lạc tới cái ga xe lửa á bạn à, mà có một chó con chó nhảy xuống trời nếu vậy thì thật sự là con hai con chó này nó cũng lucky kỳ gọi là nó chưa tới số các bạn tại nó nhảy xuống đường ray rồi mà có người người ta cứu được ở úc thì người ta thương chó lắm Và người ta người ta quý rất là quý chó bạn À, khi mà thấy con chó mà nó bị nguy hiểm hoặc là có cái gì á là có thể người ta báo cảnh sát. Người ta thấy ủa sao con chó này đi lang thang có một mình vậy? giống vậy đó thì người ta có thể người ta sẽ báo cảnh sát. Người ta nói, ủa con chó này con chó của ai mà lại bị đi lang thang như vậy? Thì uh, thường á ở trong cái cái con con người của con chó nó có con chip đó bạn. Cái đó là từ council đó bạn tại khi mà mình đăng ký mình nuôi chó đó uh, mình đăng ký mà mình có chó đó thì council họ sẽ Um, có cái con chip đó khi mà họ kiểm tra ra là à con chó này chó của ai là um, họ họ nhìn ra là họ biết à con chó nó chủ tên gì đó nên thành ra là um, chó ở úc đây á, là phải có register bạn nhé nhưng mà có đăng ký đàng hoàng và một lần nữa thì mình nói là con chó ở hang chó này á là nó nó là uh, mạng nó cũng lớn các bạn um, nên thành ra là nó nó bị dày mà nó vẫn được, được cứu sống mà nói chung á, là chó đi đâu cũng vậy bạn khi mà ra đường á, lúc nào cũng phải có cái sợi dây hết đặc biệt là như những chỗ như thế này nè là là phải có cái sợi dây an toàn đó bạn để mà nó đi đâu á, mình biết mình cảm soát mình kiểm soát được nói chung là ở đâu cũng phải có cái sợi dây an toàn như nó hết chứ không phải là chỉ có những chỗ này không đâu nhưng mà rất là may mắn là người ta báo động được để mà dừng xe lửa lại Chứ không thôi là à, lại một cái chuyện khác rồi mà Hôm nay là mình ngồi mình kể một cái chuyện khác cho bạn nghe rồi Đó, đây là hai con chó đó bạn ha Con chó đứng đây nè Đó, con chó đứng đây ha Với con chó đứng đây Mấy người này người ta nhìn nè Người ta nhìn nó Ủa sao hai con chó này không có chủ ở đâu hết mà Có hai con chó thôi Đây bây giờ nó đứng, nó cứ đi vòng vòng ở đây nè Đó, bây giờ con cà, cà lì xì nó nhảy xuống nè đó thấy người ta đứng lên đó đây bây giờ nó đứng đây ha đó, nó đứng đây nè xe là dừng lại nè xe lửa dừng lại đó. nó đứng đây nè thấy không chút cái nó vô nó nó lùi vô nó vô đây nè bạn thì tại vì nó là chó mà nó đâu có biết là nó đang nhảy xuống cái chỗ nguy hiểm đâu nên thành ra nó đi lung tung á nó đi xuống cái 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 gầm xe lửa đó cái gầm cái gầm tàu cái cái toa đầu tiên á của xe lửa đó thì người ta mới lấy nó ra nhẹ xong rồi À, mới đem nó lên đó là một cái may mắn á bạn chứ không thôi mà xe lửa tại xe lửa à, dừng lại thì mấy người này mới đi xuống mà kéo nó lên được mà nó cũng không có không biết được là cái nào là an toàn cho nó tại nó là nó đâu có đâu có nhận thức được như con người đó bạn ok bây giờ mình kết thúc video ở đây xin chào và hẹn gặp lại bye bye